Bây giờ thầy trò chúng ta qua một cái loại bài đó là tìm tìm số đúng không? Thỏa mãn một điều kiện gì đó. Cụ thể như này, tìm số AB 7. Biết rằng cái số 7 AB thì chia AB 7 được thương là 2 và dư 21. Đây chúng ta nhớ lại khái niệm này nhá. Một số M chia một số N được P và dư. Ui. Đó. Thì các con biểu diễn cho thầy cái này. M thì bằng N nhân P, dư Q cộng với Q. Đấy, và lưu ý cho thầy cái số dư luôn nhỏ hơn số số chia nhá. Số dư nhỏ số chia. Rồi, áp dụng bài này. Áp dụng bài này thì chúng ta được cái gì? Theo chúng ta được là gì? 7AB chia AB 7 được thương là 2 và dư 21. Thương là 2 và dư 21. Đấy. Và chúng ta lưu ý thầy ở đây có điều kiện là gì? Số chia AB 7 phải lớn hơn dư là 21, đúng không? Đấy, ở đây các bạn sẽ thấy ngạc nhiên là rõ ràng số bạn số đương nhiên lớn 21 rồi, đúng không? Nhưng mà có thể a bằng 0 thì sao, đúng không? Nên chúng ta vẫn cần điều kiện cho chặt chẽ thì chúng ta thử lại nhá. Vụ a bằng 0, b bằng 0 thì là không đúng rồi, đúng không? A bằng 0, b 1 không được. Đấy, còn a khác 0 thì đương nhiên là lớn hơn 21 nhá. Rồi, ở đây các con sẽ để ý cho thầy là các con thấy cả hai vế nó đều là AB. Vậy là các con sẽ biểu diễn cho thầy theo AB nhá, theo AB. Ở đây 7AB các con viết được thành 700. 700 cộng AB. Đúng nào? Rồi, AB 7. AB 7 thì thành AB0. AB0 tức là 10 nhân AB. Cộng với 7. Nhân với cộng 21. Đấy, lưu ý thầy nhá, nhân 2 nữa nhá. Rồi, bây giờ con phá ngoặc cho thầy. 700 cộng AB bằng, phá ngoặc này, nhân vào này. 2 nhân 10 là 20. 2 nhân 7 14. 14 cộng với 21, 14 cộng 21 là 35. Đấy, chỗ này thầy làm tắt nhá. Nhưng mà chúng ta học nâng cao chúng ta hoàn toàn có thể trình bày tắt đấy, nó rất đơn giản thôi, đúng không? Rồi, bây giờ lại áp dụng quy tắc là thêm hoặc bớt cả hai vế với cùng một số nhá. Thêm hoặc bớt với cả cùng hai. Ở đây thầy thấy này, thầy thấy là bớt, thầy bớt hai vế đi một lần AB thì bên này còn 20 bớt đi một chúng ta được 19 lần AB. Đúng không? Rồi, bớt cả hai vế đi 35. Bên này hết 35. 700 trừ 35 thì ta được 665. Rồi, đến đây dễ rồi, tí được AB luôn. 665 chia 19. 65 chia 19 được 3. 578. 38. 35. Đúng không? Thế đó, là xong nhá. 57. Đúng rồi, 35. Rồi, vậy chúng ta đáp số. Đấy, lưu ý này, đầu bài bảo tìm AB 7. Thế mà chúng ta đến đây chúng ta lại đáp số là 35 là đúng không? Không đúng nha. Đáp số ở đây là 357 thì mới đúng. Đấy. Một lưu ý nữa là chúng ta phải đọc kỹ đề bài xem người ta hỏi gì. Mặc dù cách làm chúng ta đến đây hoàn toàn đúng, đúng không? Nhưng mà chúng ta thành thói quen là gì? Cứ tưởng tìm AB nhưng chúng ta đầu bài bảo tìm AB 7 mà nha. Ok. Đấy, bài này lưu ý cho thầy là gì? Cũng là phân tích cấu tạo số nhưng mà để ý cho thầy cả hai vế nó có AB. Vậy là chúng ta phải nên tính theo AB. Đấy, chứ không nên tính theo A và tính theo B nhá. Tính theo AB thì nó rất là gọn gàng, đúng không? Và một quy tắc nữa là quy tắc phép chia có dư. Đấy, lưu ý thầy. Bây giờ thầy sẽ có một cái bài này, nó không khó nhưng mà chúng ta dễ bị sai nhá. Thầy cho ba chữ số khác nhau A, B, C và khác không. Đấy, thầy lập tất cả các số có hai chữ số được lập bởi từ A, B, C và sao cho tổng bằng 627. Hãy tìm tổng A cộng B cộng C. Thế bài này cái mấu chốt ở đây là gì? Mấu chốt ở đây là chúng ta phải lập các số có hai chữ số. Các số hai số được lập bởi các chữ số A, B, C, đúng không? Sau đó chúng ta lấy tổng bằng 672. Rồi từ đó chúng ta sẽ
sẽ xem nó là gì thì mới tính được A cũng B cũng C, đúng không? Thế vậy mấu chốt đầu tiên là chúng ta phải lập cho thầy nhá. Cái bước 1 đầu tiên là lập này. Bước 1 là chúng ta lập. Bước thứ 2 là chúng ta tính tổng. Tổng 6 hay 7. Và từ đây chúng ta sẽ tính được A cộng B cộng C. Đúng không? Đấy. Vậy bước 1 là chúng ta lập. Lập thì chúng ta phải nói là gì? Chúng ta lập, chúng ta tìm xem nào. Đấy, chúng ta xem có những cái số nào. Đúng không? Thì cách lập đây là các con thống kê theo thầy từ theo một thứ tự nha, theo thứ tự. Đấy, thì cái bước lập này ở đây, đầu tiên chúng ta thấy là gì? À, nó là gì nhỉ? Chữ số đầu tiên là A, B. Đúng không? A, C. Tiếp theo là B, A, B, C. Tiếp theo là C, A, C, B. Đó, theo thói quen là chúng ta lập này, đúng không? Nhưng mà để ý là thầy, nào, các con để ý là xem có thiếu gì không? Thiếu gì không? Đúng không? Đấy, thì đề bài này họ bảo là lập các số có hai chữ số không yêu cầu là khác nhau, đúng không? Vậy là chúng ta phải thiếu cho thầy đó là gì? A, A, B, B và C, C, đúng không? Đấy, chúng ta dễ bị sót cái này nhá. Trừ khi đề bài họ bảo là lập các số có ba có hai chữ số khác nhau thì chúng ta mới là A, B, A, C, B, C, B, A và C, A, C, B, đúng không? Nhưng không nói gì cả, tức là nó bao gồm cả A, A. Đấy, thì cái thiếu sót này là đây. Thế thì khi mà lập được xong cái này thì chúng ta coi như xong rồi, đúng không? Không khó lắm nhá. Vậy là theo đề bài chúng ta có là gì? Chúng ta có là A, A. Nào, số đầu tiên, số thứ hai là A, B. Số thứ ba là A, C. Đấy. Rồi, chữ số hàng trạ, hàng chục là A hết rồi. Tiếp theo hàng B. Hàng chục là B. Theo thứ tự nhá, B, A, B, 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 C. Đấy, và cuối cùng hàng chục là C, C, A. Thứ tự như vậy, C, B, C, C. Và theo giả thiết bằng 627. Đúng không? Nào, kiểm tra đúng không? Đấy. Các con nên nhớ rằng cứ mỗi bước các con kiểm tra thầy để tránh trường hợp chúng ta bị làm sai ngay những bước đầu tiên, chúng ta mất thời gian, đúng không? Rồi đến đây lại là gì? À, lại quan sát cái này. À, chúng ta lại biểu diễn thầy cấu tạo số, đúng không? Cấu tạo số nhá. A, A. A, A. Đấy. À, lại có một cái nữa là chúng ta A, A. Thì đã bằng là 10 nhân A cộng A cộng 11A. Đúng không? Vậy là quy tắc nhanh thì A, A thì bằng 11A. A, A, A thì bằng 111A. Đấy. Chúng ta có thể hiểu là này. A, A, A chia A thì đúng 111 không? Có. Vậy bằng 111A. Nhá. Cho nhanh. Rồi, đến đây ta viết này. A, A 11A cộng A, B 10A cộng B cộng A, C 10A cộng C cộng BA 10B cộng A. Bài này viết hơi nhiều nên là chúng ta để ý đây. BB 11B. BC BC 10B cộng C. Đúng không? Rồi tiếp, tiếp dòng. CA 11 10C cộng A. CB 10C cộng B. Và cuối cùng là CC 11C. Đấy. Nên kiểm tra lại bởi vì bài này nó bị tình huống là chúng ta phải viết nhiều nhá. 11A này. AC BA BB BC CA CB và CC. Đúng không? Và lúc này chúng ta gom những số hạng mà chữ A, chữ B, chữ C lại với nhau. Ta xem này. Chữ A này. 11A cộng 10A. Đấy, nhẩm nhá là 11 cộng với 10 là 21A, đúng không? 21A cộng với 10A là 31A, 32A, 33A, hết, hết đúng không? Ta được 33A. Thế thì chúng ta thấy là gì? Đối với bài này, cái A, B, C ở đây là xuất hiện nó như nhau, đúng không? Vai trò bình đẳng nhé, xuất hiện như nhau, vậy chúng ta không cần tính kia. 33 nhân B,
cho nó nhanh, đúng không? Đó, đến đây chúng ta đặt thừa số chung là 33 ra ngoài, đúng không? Đấy, và chúng ta tìm được ngay A cộng B cộng C bằng 627 chia 33, ta được 19. Đấy, thấy nhầm nhanh không? Vì sao nhớ nhanh biết không? 62 chia 33 thì được 1. Đó, thế bây giờ 73 thì nó phải được 9. 9327 mà, thế đó nhá. Nên nếu đề bài nó cho sai nữa thì chịu, đúng không? Ok, đấy, vậy qua bài này chúng ta lưu ý thầy nhá. Khi đề bài nó không nói là khác nhau gì cả thì có nghĩa rằng có thể giống nhau. Chúng ta hay bị một cái thói quen là gì? À, gặp nhiều bài cho khác nhau rồi nhưng là trong tư duy chúng ta cứ nghĩ là khác nhau, là dễ bị nhầm. Đấy, cái thứ hai là đối với bài toán phức tạp này, kiểu đơn giản đấy các con cứ làm dòng dưới chúng ta lại kiểm tra lại dòng trên xem đúng không. Đấy, để tránh được là làm đây rồi mới phát hiện là ví dụ đây các con tính kiểu gì ra 34 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta thấy là 627 không chia được cho 34. Đúng không? Thì chúng ta lại thấy à sai đâu đó, lại mất công tìm lại, đúng không? Nên là chúng ta làm cứ từng bước một các con kiểm tra lại thầy nhá, cho chắc chắn, đúng không?